Em xin chào các anh chị nhé. Và ngày hôm nay thì em sẽ mời anh chị đến một cái địa điểm khá là lạ mắt đúng không ạ? Để cùng em trải nghiệm xem một cái quang cảnh rất là mới. Vâng, và đây anh chị ơi, hôm nay thì em sẽ dẫn anh chị ra xưởng mà chúng em đang phơi và chế tác những cái nụ nhá. Và đặc biệt là hôm nay là các anh chị cùng em ngắm nhìn này. Đây. Đấy, những mẻ nụ mới xong, và đặc biệt đây là những mẻ nụ của cái dòng đàn hương Ấn Độ anh chị nhá. Đây là những cái nụ đàn hương Ấn Độ, là đợt vừa rồi là có những cái tác phẩm mà chúng em đã đi chế tác thì là đều gom hết cái phần mùn lại, và khi mà đợt này là đã gom được một cái số lượng khá là nhiều rồi thì bắt đầu chúng em đi làm nụ anh chị nhá. Đây thì là những cái mẻ này là đang bắt đầu phơi được khoảng vài nắng thôi này, anh chị nhìn này, nó đang khô dần dần này. Đấy, rất là thơm luôn anh chị ơi, rất là tiếc là không thể nào mà truyền tải cái mùi hương của nụ đến cho anh chị. Đó, rất là thơm luôn. Đây nha anh chị nhá, là chúng em đang phơi nắng này. Đấy, càng chỗ nào nắng to thì là đây, anh chị thấy không ạ? Để phơi nắng, càng nắng to thì nó lại càng có thể là nhanh được. Nên là đang đứng ở với anh chị ở chỗ nắng này. Thì anh chị vào đây với em một chút xíu nữa này. Đây, đây là những cái mẻ mà em vừa mới hoàn thiện xong nhá. Đấy, vừa mới hoàn thiện xong thì nhìn nó vẫn còn hơi ướt này. Đấy, anh chị thấy không ạ? Vừa mới làm xong thì nó vẫn còn hơi ướt như này. Đấy, những mẻ nụ đàn hương sắp ra lò. À, anh chị nào mà quan tâm và đang muốn trải nghiệm cái nụ đàn hương Ấn Độ nó thơm như thế nào thì các bác hãy nhắn cho em nhá. Đấy, nụ đàn hương rất là thơm luôn. Và thực sự là trong các cái dòng nụ có rất nhiều dòng, nhưng mà cái mùi đàn hương này là một cái mùi mà em cũng rất là thích. Và khi mà sắp tới, khi mà xong lô này thì sẽ đến cho anh chị những cái mức giá tri ân cực kỳ hấp dẫn anh chị nhá. Vâng anh chị ơi, ngày hôm nay thì những hộp nụ của em đã được hoàn thiện xong và đã được đóng hộp như này anh chị nhá. Vâng, đã được đóng hộp cẩn thận như này cho anh chị này. Và một hộp nụ đàn hương của chúng em sẽ đóng cho anh chị là 40 nụ trong một hộp nhá. Vâng, đây ạ, những hộp, những cái chiếc nụ khi mà đã hoàn thiện xong này, có một cái màu vàng nhẹ nhá, và có lỗ ở bên dưới này nên là khói trầm sẽ chảy xuống bên dưới, với cái mùi hương cực kỳ thơm và an toàn lành tính ấy. Và em sẽ gửi đến anh chị một cái mức giá tri ân thì rất là yêu thương. Tiếp theo thì em sẽ test thử cho anh chị để anh chị cùng trải nghiệm cái nụ đàn hương với em nhá. Đây, em sẽ test thử cho anh chị để chị trải nghiệm với em nụ đàn hương nguyên chất nhá. Còn nụ đàn hương thì toàn bộ làm bằng cái phần mùn đàn hương và một chút keo bờ lời để tạo độ kết dính thôi. Vâng, và anh chị hãy cùng trải nghiệm cái làn khói trầm nhé. Đây, làn khói trầm đã bắt đầu chảy xuống anh chị này. Làn khói trầm rất là trắng và mùi hương cực kỳ là thơm anh chị nhé. Đấy, và với một hộp nụ đàn hương bao gồm 40 nụ. Một hộp nụ đàn hương như này anh chị nhé, bao gồm 40 nụ. Em đang chi ân anh chị giá để anh chị có thể trải nghiệm dùng thử. Chỉ với bao nhiêu ạ? 468.000 thôi. Vâng ạ, tri ân anh chị là 468.000 cho một hộp nụ đàn hương bao gồm 40 nụ anh chị nhé. Một nụ này thì có thời gian cháy khá là lâu, khoảng tầm được 15 phút ạ. Đấy, và anh chị cùng em ngắm nhìn cái phần làn khói này. Rất là tuyệt vời đúng không anh chị ơi? Đấy, cái làn khói rất là đẹp luôn. Đấy, anh chị nào mà muốn trải nghiệm, muốn đặt hàng những cái hộp nụ đàn hương bên em thì hãy alo đến số hotline của chúng em, đó là 0938410333, để em sẽ gửi các hộp nụ đến cho anh chị để anh chị cùng trải nghiệm nhé. Và những cái nhang nụ đàn hương gỗ, từ phôi gỗ đàn hương Ấn Độ vô cùng tuyệt vời, với mức giá tri ân yêu thương chỉ có 468.000 cho một hộp thôi. Và bình thường là giá mà chúng em giao lưu từ trước, nếu anh chị có nêu rõ đấy, thì thường là phải rơi vào khoảng 800.000 cho một hộp. Bởi vì là cái thời điểm đó thì cái phôi gỗ đàn hương rất là khan hiếm và rất khó để có thể sưu tầm để có thể mua được phôi. Nhưng mà hiện nay là khi mà chúng em đã có về được một cái lô gỗ đàn hương với số lượng nhiều, và khi mà có được nhiều cái phần mùn gỗ khi mà đục tượng thì là được những cái chi phí rất là hợp lý đấy, và em gọi là tri ân đến chị để anh chị có thể trải nghiệm. Thế nên là anh chị hãy tranh thủ cơ hội nhé để có thể đặt được những hộp nụ này, và số lượng thì cũng không có quá nhiều đâu, nên là anh chị hãy nhanh chóng đặt hàng để có thể sở hữu những hộp nụ đàn hương do chính cơ sở của hộp đá cho em sản xuất nhé. Một hộp là 40 nụ nha anh chị ơi.
Vâng, nhanh tay đặt hàng đi chị nhé. Vâng, em cảm ơn anh chị rất là nhiều đã theo dõi và đồng hành cùng chúng em. Hãy ủng hộ cho chúng em bằng những lượt thích, những lượt chia sẻ, ấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới chị nhé.